Rồi tiếp tục bài like của em sang sale tiếp nha cả nhà. Vừa rồi cũng có một bài live phim rồi. Thì bây giờ các chị có thể xem tiếp like này và mình gộp đơn chung với lại bài like vừa rồi cũng được luôn ha. 93 mà. 93. À đó đó đó. Rồi em đang mặc đây là mã 1358 các chị yêu nha, chốt xe 199k mẫu đầu tiên luôn. Em này các chị mua trong line này của em thì mình được giảm thêm 100.000 đồng trên cái mức giá em đang bán bình thường. Tức là đồng này giá cũ là 300, line này em giảm thêm 100.000 trên cái giá vốn đó luôn. Thì em chỉ chốt 199.000 ngay bây giờ thôi. 199k mẫu đầu tiên của em đây. Đó, tất cả các sản phẩm đều sale nha. Cái này là em mới sale xương xương thôi đó. Một chút nữa em còn những cái khác sale nhiều hơn. Rồi đầu tiên em váy này là 199.000 đồng nha cả nhà. Đợi em xíu ghi giá cho mình luôn nè. 199k váy này của em. Rồi chị nào ưng thì mình đặt luôn cho em theo cái comment ở phía dưới. 1358 cộng số điện thoại, em xem 199.000. Mẫu này may cái kiểu dễ thương lắm các chị coi nó có sẵn ngay phần ngực áo ha. Đây, sẵn ngay phần ngực áo nè, váy lụa xòe nha. Ngoài ra thì em còn có đồng sale 99.000 nè, 79.000 cũng có luôn. 79k, 99k hay là 200, 750 gì đó, nhiều giá lắm. Em mặc nè, 199 trước, tải này full size. Tại em thấy mẫu này đẹp với lại full size cho nên là em mặc trước cho các chị mình sang sale ha. 199.000 đồng, chúc cho chị Thanh Tuyền luôn. Rồi chị nào thấy like của em nữa, mình có thể chấm bài cho em được không nè. Cho em xin một dấu chấm các chị yêu nha. Những chị nào thấy like của shop mình chấm bài cho em ha. Đó, trước khi đặt hàng thì mình cứ chia sẻ like cho em 3 lần là ok, đơn giản dễ hiểu luôn. Đặt mẫu nào cũng vậy, cứ comment cho em. Thứ nhất là mã số, thứ hai là số điện thoại. Đó, có vậy thôi, rất là dễ. Em mặc 1358, đầm này eo 84 đổ về cho em. Mẫu em đang mặc nha cả nhà ơi, váy này có full size nha. Eo 82 là đẹp, eo 84 là vừa in luôn, vừa fit luôn. Đó thì em cũng sẽ có báo luôn là cái số size nè, cái đầm bao nhiêu tiền ha, chất gì, nhiêu ký mặc vừa. Đó, em sẽ có báo trực tiếp ở trong live. Nên là cái chị cứ nghe em tư vấn là mình sẽ biết ngay cái đặt hàng liền. Còn về cái khoản tư vấn size á, thì em tư vấn ở đây cũng được. Cái chị đo thông tin số giúp em, chiều cao, cân nặng, số đo bao vòng đi. Em chọn size trên này luôn. Còn không chưa đo thì chút xíu bên em gọi tư vấn sau, cho sau cũng được ha. 199.000, chị Dương Vi có đơn 1358 đầm của em. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em là ok nha cả nhà ơi. Trời thiệt luôn á, hên hên là bây giờ là 10 giờ mấy á. Chứ nãy mà lúc đầu tiên hoặc hai lúc 9 giờ mà em gặp chị khách như chị Trần thì chắc em tắt em bật bài mới luôn cả nhà. Thiệt không hiểu nhiều khi. Ví dụ như cái chị ha, em live stream ở đây là live công khai. Tất cả các chị mình có quyền xem live, có quyền mua hàng và cũng có quyền không xem không mua. Nhưng không hiểu tại sao có nhiều chị không thích mua thì thôi đúng không ạ? Nhưng mà không thích mua là phải vô để lại cái comment xong đi ra. Giống như là bây giờ đang dịch, cái chị ở nhà rảnh quá không có gì làm, sao vô shop kiếm chuyện chơi sao, em cũng hiểu luôn á. Thiệt không biết nhiều khi mấy chị suy nghĩ sao mà vô comment vậy luôn á. Rồi em vừa buồn cười mà em vừa thôi bây giờ gặp tiếp tục sang xe của em ha. Đang mặc đây là 1358 nha cả nhà. Chị đặt 1406 chưa thấy ship tới. Chị Hà Hoàng mấy ngày rồi, chị đặt mấy hôm rồi ạ? Cho em số điện thoại đi, em kiểm tra cái tới chưa. Tại tình hình dịch bệnh cho nên là một số khu vực thì bên em ship nó có thể hơi chậm hơn bình thường chút. Ví dụ như bình thường các chị mua ha, 2 ngày có thì giờ có thể là 3 ngày hoặc 4 ngày nha. Tại do dịch bệnh một số nơi phong tỏa mất tiêu rồi. Đó, đây là các chị mình cứ đây là số điện thoại rồi em kiểm tra em báo luôn. Váy này sale 199k nha cả nhà, 199.000 đồng cho em nha. Size từ 40 cho tới 65kg mặc vừa, eo 84 đổ về cho em. Rồi tiếp tục bây giờ em lên hàng sale giá rẻ nha. Vì chứ sale thì không có thiếu các chị yêu ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp một em đầm với mức giá chỉ có là 99.000 đồng cho các chị mình luôn. Để coi 99k mặt nào đây, size nhỏ hay size to đây. Tại em không biết là các chị đã mua cái nào rồi hay là mình bao nhiêu ký cho nên là thôi em cứ mặc lần lượt từng mẫu nha. Chứ giờ em không biết các chị mua nào sợ mặc lên nó bị trùng. Đây nè, cái đầm này sale 99.000, các chị có biết tin này không? Các chị có biết tin gì chưa? Ren sale 99.000 nè. Em chào chị Khánh Vi nha. Ok, chị Hà có số điện thoại nè. Rồi 960 đuôi. Chút nữa bên em sẽ có nhân viên nhắn tin cho mình thông báo về cái đơn hàng là đi chưa hay là đang ở đâu ha, để báo cho chị biết nha.
Mình để cái tin nhắn giúp em nha các chị. Rồi đây ren này sale 99.000 nha cả nhà ơi. 99, ôi da, em mặc lộn sai rồi. 99.000 đồng nha cả nhà ơi. Mã này là 1344. Đầm ren đen mã số là 1344. Rồi em sale 99.000. 1344 sale 99.000 cho các chị mình luôn. Đây, xịn chưa? Một em ren đẹp như vậy mà có 99.000 đồng. Mã hàng cộng số điện thoại cho em nha, 99k em ghi giá phía dưới nè. Đó, mặc đầm nào em sẽ có ghi mã cũng như ghi giá phía dưới thì các chị mình cứ vậy đặt cho em thôi ha. Sang xe rất là dễ, chỉ cần lựa đúng mẫu mình ưng nè. Rồi em giới thiệu còn size nào, ví dụ có size mình thì mình cứ chốt thôi. Còn ví dụ không có size thì còn nhiều cái khác. Nguyên một line như vậy không lẽ không sắm được cái nào đúng không? Nhiều đầm sale lắm. Bây giờ em mới mặc được có 2 mẫu thôi á, chút còn nhiều nữa nha. Rồi tiếp theo 99.000. Cái này đằng sau chưa kéo hết khóa nên em không có tiện quay phía sau cho các chị xem nha. Phía sau nó khóa kéo bình thường thôi chứ nó cũng không có may điểm nhấn gì đằng sau hết. Đằng sau may khóa kéo ẩn. Đây nè, em cho các chị coi phía sau một cái đầm như vậy cho nó dễ ha. Này giống hệt em mặc nha cả nhà. Em chỉ còn size M thôi nha. Đây 99.000, chỉ còn size M thôi. Sale luôn. Em chào chị Chu My ạ. Rồi sáng hôm nay chưa thấy mấy chị khách quen vô nè. À chào chị Minh Thùy nè. Đó, chưa thấy mấy chị khách quen vô đông đủ ha. Nãy giờ mới thấy sương sương mới có vài chị khách đã comment cho em thôi. Em chào chị Trần Yến nha. Rồi đầm này sao 99.000 đồng cả nhà ơi, 99k. Chị nào ưng thì cứ đặt hàng cho shop em ha. Đó, đầm thì các chị thấy sale thì giá thì không phải nói rồi, rẻ quá trời, không phải bàn cãi về giá nữa. Bây giờ về cái chất liệu thì em sẽ hỗ trợ cho khách kiểm tra hàng trước khi thanh toán thì cũng bớt sợ đúng không? Rồi bây giờ mình lựa mẫu cho em ha, mẫu này như mẫu gì, chất gì, rồi có nhiêu màu hay là bao nhiêu ký vừa thì mình cứ lựa cho em mẫu mình thích, màu mình ưng hay là cái số ký mình vừa thôi. Còn về chất thì khỏi cần lo nha, giá thì nhắm mắt mua cũng được luôn. 99.000 cái váy này dưới khoảng tầm là 48-50kg cho em ha, tùy vào chiều cao cũng như số đo eo nữa. 99k cái ren màu đen này, 1344. Em đang mặc đây là 1344 nha cả nhà. Ren đen xòe, đầm hai lớp và có một đường eo kim tuyến ở đây, rất là xinh. Em chào chị Trần Tiến nha. Chào các chị đang mới vào xem like của shop nè. Rồi size chị 54kg mặc size nào em? 54kg hả chị? Size L hoặc XL tùy theo cái số đo eo. Tại chị chưa có cho em số đo eo nên giờ em chưa có chọn size chính xác được. Em mới nhắm chừng là chị nằm giữa hai size là L với lại XL thôi. Đó, khi nào chị bổ sung cho em chiều cao nè, số đo vòng eo vô, em sẽ chọn size chính xác hơn nha. Số ký nó chưa có nói lên được tất cả đâu. Như em mặc đây, có chị 50kg vừa, có chị 50kg chật, tại tùy vào chiều cao nữa. 99.000 váy của em, 1344 ren đen xè 99.000. Chúc cho chị Trần Nghiến 1344 ren đen, ok chị yêu luôn. 99k nha cả nhà ơi, 1344 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ chuyển sang một em đầm khác nữa nha. Để coi này có mẫu nào sale nữa không. Cái nào mà sale đột xuất á thì em sẽ mặc trước cho các chị coi. Còn mẫu nào bữa giờ có sale rồi thì từ từ bình tĩnh cũng được ha. Đâu có cái nào sale nữa không ta. Em mặc đây là 99.000 là mới sale gần đây nè, nên là tranh thủ em mặc cho mình coi luôn á, 99.000 đồng. Rồi tiếp tục, sơ mi hôm nay cũng sale rẻ hơn mọi ngày luôn. Bình thường cái sơ mi này bao nhiêu các chị, cũng phải 200 hơn. Ngày hôm nay dưới 200.000, em mặc cho các chị coi. Cái đó nó nhỏ lắm, sơ mi này form nhỏ. Nhớ nâng size cho em nha. Mẫu nào mà form nhỏ em có nói thì các chị cứ nhớ nâng size lên cho em thôi. Đó, cái nào size chuẩn thì cứ mua như bình thường. Nào mà em kêu nhỏ nè, ôm nè thì nhớ là nâng size cho em mặc cho thoải mái nha. Rồi, sơ mi lụa 179.000. Chưa thấy gọi hả chị bà ngoại? Bắp ơi, rồi ok, để lại cho em số điện thoại luôn. Chưa gọi, một là hàng đó không có size của mình, hai là bị ẩn thông tin rồi ha. Một trong hai lý do đó thôi. Hay là chị có đặt bị thiếu mã không? Chị đặt từ hôm qua có mã số chưa? Kiểm tra giúp em là khi mà các chị đặt hàng á, thứ nhất là phải có mã số nè, số điện thoại, điều kiện đặt hàng nha. Mã số điện thoại là không bao giờ thiếu. Rồi thứ hai nữa là chia sẻ like của em chưa? Nhiều chị khách không được chốt đơn, lý do giống y chang nhau luôn,
là đặt hàng mà không có chia sẻ đó, cuối cùng mình không có được chốt cái chị yêu ơi. Thật sự giá hôm nay rất là rẻ, thành ra các chị lưu ý đặt phải mã cộng số điện thoại và chia sẻ có 3 lần thôi mà khách cứ quên tới quên lui hả các chị. Thiệt, chia sẻ có 3 lần thôi, đâu có mất thời gian nhiều đâu. Rất là nhiều chị khách không có chia sẻ like nè, thành ra đơn mình không có được chốt là vậy nha. Rồi ok, chị bà ngoại bắp em kiểm tra rồi, chúc em báo cho mình luôn. Đây, tiếp theo cái váy này là 1367 1A68 1368, hôm nay em sale 179.000 đồng. Thêm một em sale giá rẻ nữa đây. Bình thường phải 200 hơn. Like này dưới 200.000 luôn, 179 luôn. Các chị có thấy shop trung niên nào bán sơ mi mà trăm mấy như em không? Thì bao giá toàn quốc luôn, 179.000 cái sơ mi này. Nhưng mà form hơi nhỏ nha. Ở đây là em đang mặc size XL đó các chị. Và em bóp cái kẹp đằng sau một chút xíu ha. Em mặc thử cái size lớn coi cái form nó làm sao. Thì em thấy nó hơi nhỏ hơn bình thường á. Đây cái này size M nè. Size M em mặc thì vẫn vừa, nhưng mà nó rất là kiểu như khít đó các chị, chật khít luôn, không dư được size nào luôn. Thành ra là chị nào thích mặc ôm sát á thì vẫn được, nhưng mà một số chị có thể là mặc sẽ chật luôn hoặc là hơi khó chịu ha, ôm quá thì hơi khó chịu. Nên là chị nào muốn thoải mái thì cứ nâng lên một size cho em nha. Sơ mi này đẹp, giá hôm nay sale rẻ, nhưng có cái là form hơi nhỏ, nhớ nâng lên một size cho em là được nha. 1368 sale luôn 179.000 đồng cho em nè. Cái váy này thì chị nào dưới 60 mặc là ok, 60-62kg là ok cho em, 65 thì sợ chật thôi, chứ 60-62 vẫn có hàng nha. 179 1406m55 66kg 1406, à được, mẫu đó co giãn nè. 1406 là cái đầm nhung, em nhớ rồi, mẫu đây nè, đầm nhung màu rượu vang. Ok chị luôn. Cái nào chứ cái này thì thoải mái. Ha, đồng này 70kg mặc còn đường nữa mà. Ok chị Hà Hàng nè, 1m55 66, chị cứ đặt cho em 2XL cái mẫu này là ok, mặc vừa đẹp chị Hà Hàng nha. Rồi chút nữa bên em sẽ liên lạc cho mình để mà chốt đơn ha. Nhớ là chia sẻ like cho em nha chị Hà Hàng, 3 lần chia sẻ like. Dù mình mua đồng bao nhiêu tiền, cái này 300, em mặc 179 hoặc là 99.000, 299.000 một số mẫu như mà vừa qua. Đó là cũng phải có chia sẻ nha, quên là không giúp đơn được á. Rồi em mặc đây 179.000 xong chưa, chuyển mẫu ạ. 1368 179 nha. Cả nguyên một cái sơ mi đẹp như thế này, chất lụa mango, sale luôn là 179, chút sale trên like của em thôi. Tắt like về giá cũ nha. Chị nào mua trễ là nó về lại 300.000. Bây giờ mua thì 179, mà cũng là nó, như các chị mua chậm, ví dụ như nửa tiếng sau đi mình mới đặt đi, thì cái này tự nhiên nó về 300 mất tiêu rồi. Lúc đó có muốn săn sale cũng không được nha. Chỉ có mua trên like ngay khi em giới thiệu thôi. 179.000 đồng, chị Thảo Nhi chốt đơn luôn. 1368 nè, em có ghim cái mã phía dưới đó, các chị đặt giống vậy cho em ha. 1368 xe 179.000, sơ mi lụa, khóa đằng sau và có hai túi hai bên nha cả nhà. Rồi tiếp tục bây giờ em chuyển mẫu nha, lên nào. Đây cái này full size đúng không, để em lên tiếp hàng lẻ nha. Hàng lẻ nhiều lắm, lẽ sai hôm nay rất là nhiều, cho nên là em sẽ mặc lần lượt xen kẽ cái size to size nhỏ gì đó cho các chị xem, luôn cả hàng full size luôn. Đây mẫu này còn size nhỏ nè, có 99.000 thôi, mấy cái lẽ sai là em sale hết luôn, sale từ 99 ra cho các chị nha. Đây mẫu này là 1364, em này là chất lụa Pháp nè, còn size dưới 52kg thôi, size lớn thì em hết rồi. Chỉ còn size dưới 52kg em chốt 99k luôn. Đây 1364 ạ. Chị nào dưới 52kg thì tranh thủ đặt luôn cho em nè, 99.000 đồng, rẻ không? Đồng trung niên đó, hàng shop luôn ha, không phải hàng lỗi, hàng mặc rồi, hàng cũ nha. Tất cả những cái mẫu này đều là mới nguyên vẹn, còn đang trong bịch kiến ha, chưa khui luôn, đang chờ cái chị đặt đó. Chẳng qua là hôm nay em cố tình sale để em lấy cái lượng tương tác thôi, chứ giá đồng này là không có lời rồi. 1364 shop sale 99.000. 1364 sale 99.000 nha cả nhà. Đây một em váy lụa,
Màu này dễ thương nè. Em thấy cái màu này nó kiểu ngọt ngào cái chị, hồng hồng tím tím. Nhìn nó dạng loan màu ha. 99k. 136499k. Size M với size L mà form nhỏ, thành ra là dưới 52. Đầm này size M nó được cỡ 45-46kg, form rất là nhỏ. Size M dưới 46kg, size L là em đang mặc nè. Em đang mặc là size L nè, các chị cảm thấy đâu có rộng lắm đâu. Đó, nên cỡ 50-52 là hết rồi. Em 50 hơi dư một xíu. Đây, chị nào 52 có thể là vừa khít ha. Chút xe 99.000. 99.000 cho em nha. 1364. 1364 99.000 đồng nha cả nhà. Lụa Pháp 1364 nha. Hello chị dâu tây nè. Rồi sáng hôm nay thấy hơi ít một chút xíu ha. Thành ra là em sẽ có thời gian thông thả để mà tư vấn size cho mình. Thường á, lúc mà đợi tình hình dịch bệnh mà nó chưa có bao nhiêu bây giờ ha, thì nhiều khi khách đặt ở trên live nhiều quá, em không có thời gian để mà tư vấn từng chị được. Đó thì sẽ có nhân viên tư vấn sau. Còn như hôm nay thông thả thì các chị muốn em trả lời gì, mình cần em hỗ trợ gì, mình cứ comment ở đây ha. Mẫu nào, hoa nào, thích cái nào, em mặc em giới thiệu luôn. Hoặc là tư vấn size cho từng chị cũng được luôn. Nhưng mà phải cho em biết cân nặng, chiều cao và luôn cả số đo ba vòng nha. Chị Lan Ngọc lấy 1364. Ok, có đơn 99.000. 1364 99.000 váy em đang mặc đây. Ai lấy lên đơn sớm cho bên shop em ạ. Chút nữa có chuyên viên nhà em liên lạc tư vấn sau nha. À không thì bây giờ cho em luôn cũng được, quên. Cái câu đó nói thành quen đó các chị. Cứ liên lạc tư vấn sau nó quen ha. Giờ chị nào cần được tư vấn cứ comment cho em nha. Rồi chuẩn bị em chuyển ngữ hết ạ. Chúc cho chị Thảo Lê nè. Ok chị yêu luôn. 99.000 đồng. 1m52 60kg hả chị Minh Tina ơi. À, nếu như eo của chị dưới 78 á là chị mặc cho em size XL. Còn eo chị mà cỡ 80, 82, 84 là chị phải mặc size 2X. Nhưng mà cái này không vừa rồi, em mặc có lẽ sai rồi ha. Chị lựa cho em những cái mẫu nào mà em giới thiệu là có full size á chị nha. Thì nó sẽ vừa hơn. Cái này em lẽ size 99.000 nhưng chỉ còn size nhỏ thôi. Em còn size dưới 52kg cho mẫu đầm này. 1364 nha. Rồi em lên mẫu này full size hơn nè. Mẫu này là 1405. Em này thì full size hơn cho các chị đây, dưới 65kg là có hàng luôn. Full size ML, XL và 2X luôn. Đây là 1405, đợi em chút. 1405. Rồi em sẽ báo giá ở trên này cho các chị luôn cho nó dễ đặt nha. Ui hơi mờ ta. Các chị xem là nó có bị mờ không? Có mờ báo cho em nha. 199.000. 1405 sắp xe 199.000 nha cả nhà. Size M, size L, XL và 2X nha. Đây, đầm này full size nè. Mẫu này thì hàng mới luôn. Em may ghép 5 mảnh, trước 3 mảnh, sau 2 mảnh thành cái váy chữ A này đây. Màu xanh ngọc, màu này cũng rất là lạ mắt luôn. Giá rẻ 199.000 thôi. Mặc dù hàng mới về đó. Em sale 199.000 cho các chị nha. Full size từ 40 cho tới 65kg. Rồi, shop có full size cho các chị mình nè. ML, XL và 2X luôn nha. Em có full size luôn. 65kg bộ về cho em là vừa. Chào chị Đà Nguyên ạ. Size L hả chị? Có đâu này full size lận hen. Em mặc là full size lận. Chị nào dưới 65 nè. Hoặc eo dưới 84 thì mình cứ đặt cho em đi. Chút nữa ha. Chút nữa bên em sẽ có nhân viên gọi điện thoại nè. Chút đơn nè. Xin địa chỉ giao hàng cách kiểu nữa. Chứ không phải giờ đặt cái em giao liền, em chút liền đâu. Nên là các chị cứ yên tâm. Còn phải qua vài bước kiểm tra rồi tư vấn nữa nha. Rồi đây là 1405 đầm lụa màu xanh ngọc chất lụa mango 1405. Chốt sale với giá tiền 199.000. Chị Nguyễn Hiền váy bên shop rẻ đẹp, chị rất thích, em cảm ơn chị yêu nha. Chào chị Minh Thùy nè. Rồi còn chị nào nữa đã nhận hàng nhà em á, các chị nhớ dành cho em 1-2 phút quay lại, nhất là livestream nè, review sản phẩm cho em nha cả nhà. Thật sự em hàng ngày chỉ chờ cái chị quay lại review thôi á, để coi hàng mình giao tới khách ưng không. Nếu mà có chỗ nào chưa đẹp chưa tốt thì cái chị cũng có thể góp ý để những chuyến sau, tại may đồ mới liên tục đó. Thì chỗ đợt này thấy cái chỗ nào chưa đẹp thì đợt sau rút kinh nghiệm em may đẹp hơn ha. Có gì góp ý cái chị cũng nói với shop luôn, nhắn tin cho em cũng được. Rồi em chào chị Trương Ngọc Yến ạ. Mẫu đang mặc là 1405 nha cả nhà, xe 199.000. 105 xe 199.000 đồng luôn. Rồi chuẩn bị em chuyển mẫu nữa nè. Cái này full size nha.
Em đang mặc là có full size nha cả nhà ơi, 65 kg độ về cho em. Ai chưa có cứ lên đơn sớm ạ. 1405 cộng số điện thoại cho em luôn. L82 mặc được không sót. Được nha chị Thủy Ngân, chị đặt cho em size 2X đẹp, đầu này còn. Đầu em mặc hên quá mà full size, MLXL 2X luôn. Chị nào L82 84 đặt cái này cho em size 2X là ok, mặc vừa rồi nha. Không có chiếc eo. Mỗi này là may suông dọc chữ A phía dưới nè. Hơi là suông suông cái phần eo nha, phía dưới này hơi nhẹ chữ A. Đó, cái dáng đầm các chị coi nè. Dễ mặc lắm, những cái kiểu chữ A như vậy là chị nào mặc cũng hợp hết trơn á. Rồi, chị Ngọc Lý có lấy 1405 này, ok. 199.000 nha chị yêu ơi, cho em xin cái mã số với ạ. 199.000 đồng, chị Kari Nguyễn lấy 1405. Còn màu nào nữa không em? Rồi, cái váy này em có hai màu. Thật ra là cái màu này em có tới hai màu lận. Đây màu thứ hai nè, em mặc là xanh ngọc, này là nền đen nè, nhưng mà hai cái này là hai cái mã số nó khác nhau, thành ra là chút nữa em sẽ mặc cái màu này riêng ha. Xíu nữa nha, em sẽ mặc cái màu này em giới thiệu riêng, tại vì hai mã nó khác, sợ cái chị đặt nhầm. Trước tiên ai lấy màu xanh ngọc mình đặt cho em trước là 1405 đi. 1405 kèm số điện thoại cho em cái đã, để chắc ăn không có bị nhầm mẫu nha. 199.000 ha. Rồi lên hàng sale tiếp nè. Đây, hàng 100 mấy thì còn nhiều lắm. Nguyên cái like này em mặc hết like luôn, 100 mấy cũng được luôn. Nhiều mẫu xe cho các chị lắm. Body nha, em lên một cái đầm body đi. Đây là 1310. Mẫu này hôm nay lẽ size rồi nè. Body nhung. Body nhung này em còn hình như 1310, đợi em xíu. Em coi coi nó còn mấy cái đã. Rồi, em còn 7 cái, size 2X. 1310, em còn 7 cái cuối cùng size 2XL nha, size MLXL em hết rồi nha. Em đã hết size M, size L, XL rồi. Hiện tại shop em chỉ còn lại size 2X và chỉ có 7 cái nữa thôi. Em cũng sale luôn, 119.000 sao á. Rồi để em kiểm tra chính xác lại coi. 1310. Đúng rồi, 119.000 đồng nha các chị yêu ơi. Body nhung của em ha, màu đen trơn. 1310 xe 119.000. Còn size 2X nha, 2X là 57-65kg á. 2XL là 57-65kg vừa cho em, dạng body. Cái này sẽ tài đằng sau. Đối với chị nào chưa quen nhặt những mặc những cái mẫu xẻ phía trước như là cái bell. Cái bell là em sẽ xéo một bên nè. Đó, đợt này em về làm mấy mẫu xẻ trước ha. Cái đỏ này là em xẻ phía trước nè. Đây, cái màu đỏ này shop em mới về là cũng sẽ đằng trước luôn. Đó là có mấy mẫu sẽ phía trước nữa. Nếu có chị chưa quen thì có thể mua thử cái màu đen này. Em may sẽ phía sau thì nó sẽ dễ mặc ha. Sẽ trước thì kiểu nó lạ, nhìn nó trẻ trung hơn, nó ăn gian chiều cao hơn. Nhưng mà nhiều chị chưa quen để bảo thấy nó hơi hở thì có thể mặc những cái mẫu như em nè, là sẽ phía sau nhìn nó sẽ bớt hở hơn. Đây là tùy vào cái chị thích chọn mẫu nào nha. 119.000 mẫu em đang mặc nè. Cái này thì sẽ rẻ tại vì nó lẻ size rồi, với lại nó cũng qua đợt rồi nên em sale luôn. 119.000 mẫu đang mặc 1310 kèm số điện thoại 119.000 đồng, dáng body, trước này là nhung, đây sẽ đằng sau lưng. Mẫu này em thấy cũng dài mà, nên đây là hoàn toàn dễ mặc, không có kén chị nào đâu. Còn ai thích ngắn thì em có những cái ngắn hơn luôn, ngắn trên gối cũng có luôn. Nếu chị thích maxi hôm nay cũng có, đầm ngang gối, bắp chân hay là trên gối em cũng có nha. Đợt này về nhiều kiểu đẹp lắm. Nếu có chị thích ngắn á, em mới về một cái đầm mà da beo. Em có cái đầm beo nè các chị. Đầm xòe nha, đầm xếp ly xòe trên gối luôn, rất là xinh ha. Đầm hoa, đầm trơn này kia, có chị này thích, chị kia không thích. Chứ em thấy cái beo này là hầu hết là nhiều chị khách rất là mê luôn. Đa số các chị khách em đều thích beo, nó không có kén ai hết trơn á. Rồi, nhưng mà form này em may thì nó hơi trẻ một xíu, nó hơi trên gối một chút nha. Rồi, chuẩn bị em chuyển mẫu nè. 1310 119.000, chị Ngân Lê ơi, sale trên like thôi. Chúc em tắt like nó về lại 300 á nha. Mẫu này chỉ sale trên like là 119.000 thôi. Còn khi tắt like là shop em bán giá cũ rồi nha. Chúc cái chị mà mua thấy em báo mà chị ơi đầm này 300 là biết mình hụt mất tiêu rồi đó. Giờ em đọc tên em mới chốt được 119.000, chứ còn em qua mẫu rồi là em giới thiệu cái khác ha. Qua mẫu là ngừng nhận đơn nha. Xe 119k mẫu đang mặc nha cả nhà. 1310.
1310 kèm số điện thoại cho em là ok nha. Rồi chuẩn bị em chuyển mẫu. Đây, lên cái đầm da beo cho các chị xem thử. Em có một cái beo body với cái này là cái beo xòe nha. Body thì sáng giờ em chưa mặc, chút nữa đi. Chút nữa em sẽ mặc cái beo body luôn. Trước tiên bây giờ các chị xem thử beo xòe đi. Beo này là chiếc sub thái nè. Đây, mỗi này em cao mét 60. Các chị xem thử nha, nó sẽ hơi trên gối em một chút xíu. Đây là 1411. Rồi, bây giờ em đang mặc đây là 1411 nha cả nhà ơi. 1411, rồi 299.000. 1411 299.000 đồng cho em. Đây độ dài của váy các chị thấy ổn không? Chị nào thích mặc đầm ngắn thì em này là quá đẹp rồi. Chị nào chưa quen thì có thể mua thử trải nghiệm. Ở nhà mà đầm dài nhiều quá rồi nên mình đổi tông mình chuyển sang cái đầm ngắn thử coi làm sao ha. Hoặc là độ dài váy này nó cũng tùy theo chiều cao của khách nữa. Ví dụ như các chị 1m6 nè, mình mặc y chang em luôn ha. Mét 6 mặc y chang em như vậy luôn. Mét 4, mét 5 vẫn dài nha. Chị nào mét 4, mét 5 mặc cái này cũng không có ngắn đâu, đừng lo. Trừ khi nào 1m6 trở lên á thì mới ngắn, chứ mét 4, mét 5 vẫn qua gối bình thường. Đó, nói chung là độ dài nó cũng tùy hết nữa. 299.000 cho em, 1411, 299.000. Nhớ lâu lâu chấm bài cho em nha. Chị Nguyệt Trần, chị 58kg vừa beo này không? Vừa, đồng này dưới 65. Beo của em dưới 65kg lận. Chị nào dưới 65 thì cứ đặt cho em thôi. 299.000 đồng, mã đầm beo 1411 cộng số điện thoại. Cái này xòe rộng nè các chị, tại vì em ghép từ 12 mảnh lận mà. Khi vừa rồi em mặc cái xanh ngọc á là ghép có 5 mảnh thôi. Cái váy thì em ghép tới 12 mảnh luôn, hơn gấp đôi luôn. Trước 6 mảnh, sau 6 mảnh ghép thành váy này ha. Trên này thì không có xè, dưới này nó mới xè. Bắt đầu từ eo trở xuống nó mới xè ra. Có túi hai bên luôn. Chất xếp thái nha chị Trần Hồng ơi, em mặc là chất xếp thái, beo xòe chất xếp thái, cổ cũng rất là lạ mắt ha. 299.000 chị Mỹ Lan có đơn luôn. 1411 kèm số điện thoại cho em. Chị Kim Ánh ơi chưa có mã số chị yêu ơi, tại em có hai cái đầm beo là em sợ giao nhầm cho các chị lắm nên là mình đặt cố gắng cho em xin cái mã vào với. Em có hai cái sản phẩm beo là đây, có cái beo body nữa nè, đây em có một cái đầm beo body nữa nha, nên là cố gắng cho em xin cái mã vô. Em beo body đây đi đó. Chị nào thích beo body chút em sẽ mặc luôn. Tại giờ có mỗi hai cái beo thôi, một cái xè và cái body thôi. Chất xếp thái là cái xè nè. 299k 1411 kèm số điện thoại cho em nha. Nhớ đừng quên là chia sẻ đó, này quan trọng lắm. Ngoài có mã số và số điện thoại ra thì một cái để mà chốt đơn nữa, giá sale nha, là phải chia sẻ. Còn nếu các chị không chia sẻ thì chốt nhưng mà cái giá khác, có khi nó cao hơn 50, 70, 100, tùy đầm. Như đầm này của em ha, ngoài like em đang bán cho các chị cũng phải 350, 370, còn em đứng đây nó có 299.000 ha, đó cũng rẻ hơn mấy chục ngàn rồi. Chị Thanh Vi có đơn nè, 1411 nè, không có mỏng đâu chị Đoàn Vân, chất xếp thái này nó giống như lụa vậy đó, may một lớp là ok rồi, không có bị mỏng nha. 299k mẫu đầm của em. Dạ em cao 1m60 nha chị Thắm ơi. Đây độ dài váy nè, 1m60 em mặc là nó vừa hơi trên gối một chút đó. Mình cứ chấm trừng cho em đi, mình trừ hao ra giúp em là em mét sáu em mặc nó cỡ này thì cái chị mình cao bao nhiêu, mình mặc nó dài hơn em hay là nó ngắn hơn em thì cái chị cứ canh chừng giúp em ha. 299.000 1411 kèm số điện thoại 299k. Chị Mì Tôm lấy 200 lấy ôm mã số chị yêu ơi. 299 là cái giá tiền nha, còn mã đầm này là 1411. Phía cuối cùng cái điện thoại các chị xem cái dòng comment ở phía cuối á, cái cuối cùng em ghi vào đây nè, có cái dấu ghim á là cái mã em đang mặc nha. Chị nào nghe không kịp hoặc mới vô không biết đang mặc cái nào thì cứ nhìn cái ghim phía dưới này là cái mã em đang mang đó nha. Rồi đặt theo cho em 299.000, thêm số điện thoại vô là xong. Rồi thôi tiếp tục em chuyển mẫu lên cho các chị xem một em váy đi 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 tiệc à, đi chơi được không? Thích đầm cổ cao như vậy không nè? Em có đầm cổ hơi sâu một chút cũng có, đầm cổ cao như vậy gọi là cổ lọ cũng có luôn nè. Rồi bây giờ em mặc thử cái cổ lọ nha. Cổ lọ này thì siêu kín đáo luôn, nhưng mà cũng là form ngắn ha, ngang ngang trên gối một chút. Cổ thì cổ cao nè, đây là 1378, 45kg, có thể là size M chị Liên ơi. Em cho em xin thêm chiều cao với lại vòng eo để em chọn size cho. Số ký là nó rơi vào size M đó.
Nhưng mà nhiều khi lúc mà các chị bổ sung thêm chiều cao hay số đo eo, cái mình phải chọn cái size khác nha, là cái chuyện rất là bình thường luôn, số ký nó chưa có chắc ăn đâu. Rồi em này là 1378, để em coi này sale nhiêu nè. 1378, rồi 149.000. 1378 cái chị yêu ơi, xe 149.000 đồng. Trời ơi, 150 cái đầm xịn sò. Trước này là trước poly. 1378 149.000 cho em nha. Đó, đầm poly luôn. Có phải vậy 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 không tốt đâu các chị, vải cũng hàng xịn hàng hot mà có 150 cái đầm này thôi. Cổ này vậy, cổ cao nè. Chị nào thích kính thì chọn cho em thử cái cổ này ha. Đó, siêu cao cho các chị luôn. Chất nha, có co giãn nè. Vải poly nó co giãn như vậy cho các chị nè. Ok chưa? 149.000. 149.000 đồng, size từ 40 tới 65 kg vừa cho em. Ai chưa có lên đơn sớm nha, để shop chưa hàng chưa size nè, 149k mỗi đăng mang. 1378 kèm số điện thoại cho em ha. Đằng sau chưa kéo hết khóa, chưa kéo hết rồi nó kín tới phía trên lận nha. Để mặc nhanh, đầm em giới thiệu có 2 phút ha, nên mặc nhanh phía trước cho các chị xem kỹ hơn nè. 149k nha. Em chào chị Phương Đức ạ. 149k đầm này của em luôn. Em chào chị Trần Dương nha. Rồi đầm đang mặc là sale nửa giá luôn rồi. Bình thường 300 mà bây giờ em đứng ở đây nó chỉ có 149.000, tương đương là các chị giảm được 50%. Cũng là đầm này sóc anh, cũng là đầm này nhưng mà like khác, có khi 300. Còn like đang phát trực tiếp, bây giờ các chị mua luôn á, nó có 149 nè. Rẻ hơn nửa giá không? 149.000 các chị nha, suy nghĩ hồi nó tăng giá trở lại nè. Chị Trang Phạm, chị mua đầm này rồi, ở ngoài vải rất thích em ơi, có co giãn nè. Bởi vậy như chị cứ sợ mặc bó không à? Không có bó đâu, chất poly này nó có co giãn nha. Mà tại vì đầm này em có may chiếc eo cho nên nó bị hạn chế lại rồi đó. Chứ mẫu nào mà không chiếc eo là nó co giãn tối đa được tới 70 kg luôn. Cái váy này thì tầm 65-67 thôi. Em đang mặc nè, độ dài hơi chấm trên gối ha. Về chất thì khỏi lo, có co giãn nha cả nhà. 1378 kèm số điện thoại, chị Vivi lấy 1378 nè. Rồi, còn chị yêu nào chưa có cái đầm này của em không? 1378 xe 149.000 đồng nha cả nhà. 1378 149.000, size M, size L, XL và 2X. Váy này em có full size cho các chị mình ha. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là ok nha, 149.000 thôi. Full size thậm chí là tới 67 kg luôn. Full size là chưa tính co giãn là 65, tính luôn co giãn là tầm 67 luôn ha. 67 kg độ về cho em là ok nha. 1378 cộng số điện thoại cho em là được. Này cổ cao rồi đúng không? Bây giờ mình chuyển sang một cái cổ nó hơi hướng hở hở chút xíu nha. Nhiều kiểu cho các chị lựa chọn lắm. Mình thích kiểu sao mình phải comment cho em biết cơ. Chứ không thì em cứ mặc ngẫu nhiên lên vậy thôi, thì không biết cái nào đúng ý của mình ha. Em chào chị Hana Anh Phạm nha. Rồi đây chuyển sang một em đầm này, có thể mặc thành rớt vai được luôn nè. Nếu các chị thích hở thì mình có thể chọn những cái mẫu mặc như cổ thuyền hay là rớp vai á, thì nó sẽ dạng hơi hở hở cái phần tay áo một chút xíu nha. Đây, đổi kiểu đi. Mẫu này xe 139.000 đồng. Rồi, cái em này các chị mặc hai kiểu cho em. Một là các chị mặc cổ thuyền như vậy nè. Đó, như vậy là cổ thuyền, hai là vừa kín vừa hở luôn. Rồi, vừa kín vừa hở thì các chị mặc cổ thuyền như vậy. Còn thích hở hơn thì kéo cái tay xuống cho nó thành rớt vai. Mình mặc hai kiểu lột. Đầm giá có 140 các chị. Giá bình thường cũng phải 200 hơn. Mà bây giờ các chị biết rồi, nó lẻ size rồi. Giờ cái váy này của em đuôi cá này nè, đuôi cá nhiều màu này nè, em còn mỗi size M thôi. Cái đuôi cá em đang mặc đây nó còn mỗi size M thôi hả. Cho nên là em sale luôn ha, 139.000. Đây là 1385, được cái là form này cũng hơi rộng, cho nên eo các chị tầm dưới 72 cũng được luôn. 1385 xe 139.000. 1385 xe 139.000 đồng. Rồi, em có size từ 40 cho tới khoảng 50 hoặc là 52 kg luôn. Đây là cổ thuyền, còn chị nào thích hở hơn thì mình mặc thành như vậy, rất vai.
Đó, có nhúng thun nha. Nhúng thun phần tay áo và cái phần cổ áo nha cả nhà, mặc được mấy kiểu luôn. Hôm nay sale 139 ngàn chị Tuyết Thạch ơi, siêu rẻ luôn. Đồng này chất van nè ha, chất liệu là vải van. Rồi sale luôn 139 ngàn đồng cho em nha. Mã là 1385. 1385 kèm số điện thoại cho em ạ. Chất liệu này là vải von nha các chị yêu ơi, von gân ha, đầm von gân, mặc cực kỳ mát không có nhăn luôn. Đầm nào chất cũng ok hết trơn á, các chị cứ yên tâm đặt hàng. Một mà 1385 nha cả nhà, đầm đang mặc là 1385 nha, chất liệu là vải von gân nè, vải mềm mát không có nhăn, có cái là không có co giãn để mà tân ký được thôi. Nếu có chị thích co giãn thì em vừa mặc một cái chất poly rồi, hoặc là mình có thể lựa cho em chất nhung ha, đầm nhung nè, đầm poly nè, chất ánh kim này kia nó sẽ co giãn nhiều hơn, có cái tăng được 2 kg, có cái tăng được 5 kg luôn, đây phải tùy chất liệu. Còn em mặc đây thì do form nó hơi rộng nên là cũng được lên tới eo 72, tuy là size M thôi, em chỉ còn size M cái váy này. Đây là cái chị mặc lớp vai nè, hoặc là cổ thuyền như vậy, đã tùy nha, tùy cái chị thích kiểu nào. Đầm này eo dưới 72 cho em mặc thì nó còn hơi rộng xíu. Eo 72 đổ về em chốt còn 139 ngàn đồng thôi. Chị mấy chị khách nhà em mua cái đầm này hôm trước là phải 200, 250. Hôm nay có 139 ngàn hả, rẻ nhất từ trước đến giờ luôn á. Nó mà không lẽ sai là không bao giờ sale như vậy đâu. 139 ngàn like này, 139 tha mẫu váy này của em. Mã số là 1385 kèm số điện thoại. Chị nào lấy cứ lên đơn sớm nha, nhanh tay em chốt cho mình luôn là 139 nha. Rồi chuẩn bị em chuyển sang cái đầm khác nữa đây. 139 ngàn, không đẹp không lấy tiền luôn. Vải đẹp, kiểu đẹp luôn. Cái này không có chỗ nào để chê hết trơn á, thật sự. Cái váy này của em cái chị nhận hàng không có điểm nào chê được hết trơn á. Màu cũng lạ, form cũng đẹp, kiểu cũng xinh nữa. Mà giá thì quá rẻ rồi. Có 139, 140 cái đầm hà. Làm sao có chị mua được ở đâu khác với giá này, bảo đảm bao giá toàn quốc luôn. Chị là chị Lan Ý có đơn mã số là 1385 nè. Em chào chị Ngọc Linh nha. 57 kg hả chị, 57 sợ chợt rồi. Chị đo eo cho em đi, đầm này eo dưới tập 72 thôi. Em đang mặc eo dưới 72 nha. Nếu mà chị đo eo mà dưới 72 á, ok, còn mà đo eo mà trên thì em sợ là nó hơi chật nha. Tại cái này là von mà, mình không có trừ hao được. Trừ hao nhiều quá mặt nó chật lắm, nó không có co giãn. Chị Hoài Trâm lấy 1385 đầm em mang nè. Rồi, váy này chị mua rồi, rất đẹp. Em cảm ơn chị Nguyễn Ngân nha. Sale 139.000 đồng trong bài like này, 139k. Chỉ còn size M thôi. Rồi, để em kiếm cái nào full size hơn, em mặc cho các chị xem. Nếu mà nói về full size thì có một cái đầm ren mới nha cả nhà. Đây, sắp mới về cái mẫu ren này nè, dạng suông rất là đẹp. Màu này đúng chất trung niên luôn. Chị nào thích đầm trung niên mà sang sang á, xịn xịn thì em này, ren xịn nhà em. Màu rất sang ha. Màu này các chị trẻ trẻ mặc nó hơi dường xíu nha. Như em mặc đây cái mẫu này thì ok, chị nào mặc cũng được. Thích trẻ mặc cũng được, mà trung niên mặc cũng ok. Còn bây giờ em lên cái đầm này, ren một cam. Dạng này màu nó hơi dừa nha. Đợi em xíu. Màu này thì cái chị trung niên là sẽ hợp hơn, từ 30 trở lên cho em. Đầm mới luôn. 1421. Váy em đang mặc đây mã là 1421 nha cả nhà. Giá hôm nay sale 299.000 đồng. Đây, dáng này là dáng chữ A. Đầm ren dáng chữ A 1421 sale 299. Em có full size cho các chị mình luôn. ML, XL và 2X nha. Mẫu này full size. Chị nào 65 kg đổ về thì cứ đặt hàng cho em. Đầm ren 2 lớp có cái tay le nữa nè. Đó, ren 2 lớp có cái tay le rất là xinh nữa. Size thì các chị yên tâm là 65 đổ về cho em là được nha. 40-65 kg luôn ha. Ren mềm, đây ren mềm nha. Còn chị nào thích kiểu mà đứng form dày dặn hay xè phồng á, thì đây cái màu đen này em mặc hồi nãy lúc đầu like 99 ngàn, xè phồng rất đẹp luôn. Nhưng mà lẽ sai. Còn em mặc đây là dạng ren mềm ha, mềm rũ luôn. Mềm rũ luôn cho các chị luôn, tay loe, kiểu rất là xinh xắn dễ thương. Giá 299 ngàn cho một em đầm thiết kế mới. 1421 cộng số điện thoại cho em. Đây dáng xương chữ A nè.
rất là dễ mặc cái chị. Form như vậy cái chị không có sợ là mặc lên nó có xề phồng quá không, hay là nó có ôm bó quá không, thì không luôn. Mẫu này là dáng chữ A, chị nào mặc cũng được hết trơn á, nhưng mà nó hơi trung niên nên là cỡ U30 trở lên là sẽ hợp hơn nha. Đây tay le nè, cái này hai mấy mặc thì nhìn nó hơi dừ á, U30 mặc là siêu xịn sò luôn. Chào chị Phương Nhi nha. Đầm em mặc mới về chị ơi, 299.000 có full size. Chị nào ưng thì cứ lên đơn cho shop ạ. 1421 299.000 đồng. Size M, size L, XL và 2X. Ai chưa có cứ lên đơn sớm cho bên em nha. Xíu nữa có chuyên viên nhà em gọi điện thoại chốt đơn cho từng chị luôn. Chị nào đặt trước bên em chốt trước, chị nào đặt sau chốt sau ha. Cái này là hiển nhiên rồi. Cho nên em hay nói với chị mình tranh thủ mình đặt luôn. Tại vì đối với đầm mà full size có nhiều còn nhiều thì không nói, đặt chậm chút cũng được. Nhưng mà có những mẫu ví dụ như một size nó chỉ còn có 2 cái 3 cái thôi, mà mình là chị thứ tư thứ năm đặt hàng là chắc chắn không có chốt được rồi. Đó là lý do vì sao khách em cứ nói sao chị đặt không thấy chốt đơn là vậy nha. Nhiều khi mình đặt chậm quá, mình đặt sau mấy chị kia rồi, người ta chốt hết trơn mình mới đặt hàng, đâu có được tính đơn nữa đâu. Chị Kim Ngọc lấy 1421 nè. Đầm này xinh lắm chị mua rồi, em cảm ơn chị Nhung Ami nha. 299.000 nha cả nhà ơi, 1421. 299k có full size cho các chị mình luôn. ML, XL và 2X đạp, dáng suông chữ A có khóa đằng sau lưng, không có túi. Đầm này em may suông trơn chữ A thôi, không kèm túi nha. 299.000 ren suông 2 lớp khóa phía sau lưng. Rồi, tay may kiểu là tay le cho các chị nè. 1421 nha chị Diễm My, thiếu mã số. 1421, 299.000 đồng. Size M, size L, XL và 2X, em có 4 size L. Chị nào lấy cứ lên đơn cho em luôn ha. Rồi bây giờ mình cho em số ký cân nặng chiều cao gì đó trong này luôn, số đo bao vòng luôn, em sẽ chọn size trực tiếp ở trên line. Đó, mình biết mặc size nào rồi thì chút xíu em mặc tới những cái khác em báo là nó còn size gì là mình sẽ dễ lựa hơn. Biết được là số size cứ vậy mình đặt hàng thôi, lúc sau chỉ cần lựa kiểu lựa màu này kia là xong ha. Nghe cái giá mà hợp lý thì mình cứ đặt thôi, tại vì giá sale là tùy live stream nha. Có thể line này em sale nhưng mà những line khác nó về giá cũ á. Như cái đầm này like khác có khi 350 nha, like này có 100, có 299 nè. 1421 like này của em là 299.000 đồng. Rồi hoa to đúng không? Nếu mà hoa to thì em có đầm lưng lửng cỡ bắp chân hoặc là có maxi luôn thì không biết chị thích kiểu như nào. Đây hoa to có cái maxi rất là đẹp như cái này nè, hoa to sắp mới về. Còn kiểu ngắn ngắn hơn một chút thì em có như mẫu này. Đây, ngắn ngắn hơn chút thì cỡ này, cũng hoa to. Đó, chị thích cỡ nào, cái này thì cỡ bắp chân. Còn cái phía sau kia là nó dài gần tới cổ chân của em luôn. Hay mặc lưng lửng chút cho nó dễ lựa xíu ha. Mẫu này trước nha, hoa hồng đỏ nha. Đó, không biết chị thích hoa to cỡ nào nên em cứ mặc lần lượt từng mẫu cho mình xem nha. Rồi, chào chị Đình Ngân ạ. Đây, em chuyển sang một em hoa hồng đỏ. Mẫu này là dáng hoa xè. Một em váy lụa xòe với giá tiền chỉ có 150 thôi ha. Mua trong like của em chỉ có 150 thôi, giá rất rẻ luôn, 149.000 đồng. Trong khi là em có full size cho các chị nè, 149k. Đây là 1340 xe 149.000. 1340 xe 149.000 nha các chị, hoa hồng đỏ. Rồi em này thì dễ mặc lắm luôn á, tay lỡ form xè dài tới bắp chân nè. Kiểu như vậy là chị nào mà cũng hợp hết trơn á. Xinh như vậy mà có 150 à các chị ơi, thật sự giá sốc cực kỳ luôn, 149.000 mà vải xịn sò. Bao các chị kiểm tra hàng luôn, em giao tới nơi là y chang em giới thiệu rồi đó. Hàng đây là mặc sao giao vậy nha, 149.000 đồng. Size M, size L, XL và 2X. Đó em coi coi có cái nào gần hết không. 1340 kiểm tra coi cái nào gần hết đem còn báo với chị mình đặt nhanh nhanh nữa. Nhiều chị cứ suy nghĩ hoài đến khi đã hỏi em còn không cái hết mất tiêu, hồi nào không hay. Rồi 1340 cho em nha, sale còn 149 nha các chị yêu ơi, 149.000 nha. Size M, size L, XL với 2X luôn. Cái này em mặc rồi, cái này 99.000 em mặc rồi. Hai cái đằng sau tường hồng hồng vẫy này không, hay là chị hỏi cái hồng này. Hồng này là cổ vét, hồng trơn là cổ vét thì em chưa mặc, 130, 140 gì á. Còn cái hồng phía sau tường này nè thì em mặc rồi, 99.000 chị yêu nha. Không biết chị hỏi hồng nào, hồng trơn hay là hồng này. Cái này thì gọi nó nhiều màu quá. Nó hồng hồng tím tím nó lan màu nè.
Chị mua đồ bên em rất ưng, em cảm ơn chị Minh Thùy nha. Rồi cái hôm này gọi là lụa Pháp nha. Em lụa Pháp này là sale có 99.000 thôi. Nếu mà chị thích em này á, đặt giúp em là 1364. 1364 lụa Pháp 99.000, em còn hai size thôi. Cỡ 52 kg độ về cho em nha. Không biết còn size chị không? Nếu mà còn thì chị chốt đi, thì rẻ quá luôn á, có 99.000 hàng. Còn em đang mặc đây á thì 150. Em mặc là full size. Em mặc full size 40 tới 65 kg là có size vừa luôn, 149.000 nha. 199.000 đồng nha cả nhà, chị nào lấy cứ đặt sớm cho em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok ạ. Ai chưa có mẫu này cứ lên đơn sớm cho em nha cả nhà ơi. Chất liệu là vải lụa mango nha. 1340 chất lụa mango. Ủa? Một ba bốn mươi chất lụa mango nha cả nhà. Ai chưa có mẫu này cứ lên đơn cho em nha. Tiếp theo bây giờ em chuyển mẫu khác ạ. Ai chưa có mẫu này cứ đặt sớm cho em cái chị yêu ơi. 200, à quên quên, 149.000. Hôm nay sale rẻ hơn bình thường rồi, 149k trong lai này của em. Rồi mặc thử cái body nha. Hoa to rồi giờ tới body đi. À, cái bông ngoài bìa, bông ngoài bìa, bông ngoài bìa là cái nào ta? Cho em xin kiếm màu đi chị thích màu nào? Tại phía sau em nhiều bông quá. Đằng sau em nhiều bông quá, chị thích bông màu nào? Nền màu nào, hoa màu nào? Comment cho em chị Mỹ Linh nha. Đâu để em coi coi cái nào thì em mặc thử cho chị coi luôn. Phía sau em là có cái maxi hoa sa, maxi màu xanh ở trên tường nè. Đó, ở trên sào cao cũng có mấy cái bông luôn. Rồi, đây em lên thử cái màu đỏ body này trước. Đỏ body này chất ánh kim nè, mặc lên rất là nhẹ nhàng, mát mẻ ha. Có co giãn nhẹ nhẹ cho các chị luôn. Rồi, em này được cái là hàng mới, full size. Trời ơi. Em này là hàng mới full size các chị yêu nha. Mã đây là 1390. 1390 nha cả nhà, em sale với giá tiền là 199.000 thôi. 1390 sale 199.000 đồng, shop có full size cho các chị mình luôn. Tối đa là 65 kg độ về cho em là vừa. Đây dáng body sẽ phía trước. Hồi nãy em có mặc cái nhung đen sẽ đằng sau đúng không? Giờ em lên kiểu mới về sẽ phía trước ha. Đó, nhiều kiểu khác nhau cho các chị mình dễ lựa chọn nha. 1390 cho em. Váy đỏ 1390 sale 199.000. Size em có full ha, hàng em có sẵn, đặt là em giao tới nơi cho mình luôn. Giao đến cửa nhà luôn. Cứ yên tâm đặt hàng thôi. Sale toàn toàn bộ sản phẩm tại cửa hàng em ngày hôm nay, mỗi cái đều có sale, ít nhiều cũng có. Đầm này 199k, mẫu mới về, body màu đỏ. Sắp tới sẽ có về thêm kiểu giống như vài màu vàng. Nếu là cái chị mua màu đỏ này rồi, thấy kiểu này ưng, chất ok, đẹp, mặc thoải mái, thì sắp tới sẽ về màu vàng, các chị mua thêm ha. Còn ai chưa mua thì mua thử màu đỏ này của em trước đi. Màu này màu đỏ đô chứ không phải đỏ tươi đâu, nên là các chị yên tâm, rất là dễ mặc luôn. Một em váy body đỏ nè, giá sale hôm nay là 199k nha. Size M, size L, XL và 2X, shop có full size. Sẽ tà phía trước nha cả nhà, khóa thì đằng sau lưng của em ha. Phía sau là có khóa kéo như vậy nè. Đó, chị nào lấy thì cứ đặt hàng cho em nha. Chút nữa có chuyên viên nhà em liên lạc tư vấn cho mình luôn ha. 199k, 1390. Mẫu đăng mặc là 1390. Em sale 199.000 đồng. Size nào cũng còn hết trơn á. Cái này em mới về cách đây chưa được 1 tuần nữa mà vẫn còn full size. Nên là các chị cứ đặt cho em đi, 1390. 1390 xem 199.000. À, mẫu nào? Tay dài hả chị? Tay dài có. Chị thích body hay váy xòe? Em có đầm tay dài dáng xòe và cả đầm tay dài dáng body. Đây, body đỏ cũng đỏ đô, tay dài, này body đuôi cá. Body đuôi cá tay dài nha. Rồi, cái vest này là tay nó hơi hơi dài. Cái vest này là tay xém dài ha, nó chưa có dài quá, nó chỉ được cỡ này thôi. Đây vest hồng tay này cũng xém dài, mặc lên thì nó chưa có tới cái cổ tay lắm thôi, lưng lửng xíu. Rồi còn nào tay dài hơn ta? Rồi đây màu da tay dài dạng xòe có xếp ly, váy xòe xếp ly tay dài, cái cổ màu trắng nè, cũng xinh nè. Đầm này
Em báo giá có chị xỉu luôn, có 99.000. Cái đầu này full size mà có 99.000 đồng thôi. Giá sale tương tác chỉ có chốt ở trên like. Ngoài ra không chốt giá này ở bất kỳ một cái hình ảnh hay là ở trên like khác thì hên xui nha. Like này em đang phát trực tiếp thì em báo 99.000. Còn like khác các chị nghe em báo giá sao mua vậy nha. Không 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 phải là nào cũng sale đâu. Đó, được không? Có mẫu nào? À đây, màu đen cũng có tay dài nữa nè. Đó, chị thích kiểu sao, ôm hay là xè? Còn em đang mặc đây á, là đầm này tay ngắn rồi, xếp ly phòng ở trên này luôn. Giá đầm này sale với giá tiền là 199k nha, 199.000 đồng nha cả nhà ơi. Chị nào lấy cứ lên đơn sớm giúp em ạ. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 1390, body màu đỏ, chất ánh kim. Ở ngoài các chị sẽ thấy nó có độ lấp lánh hơn. Trên ai thì hơi khó thấy ha. Ở ngoài mình thấy nó cái vải á, nó có độ lấp lánh nhẹ nhẹ cho mình rất là xinh. Tông này thì chị nào mặc cũng hợp hết trơn á. Không có sợ là kén da kén tuổi nha. Còn cái nào tay dài không ta? Rồi có mấy mẫu đó tay dài á. Em mặc thử cái đầm mà. À còn một cái tay dài này nữa nè. Đây, màu đen kim tuyến tay dài cho chị nữa đây. Cái này thì body đen ha, chất nhung, có tay dài cho mình và những cái hạt kim tuyến lấp lánh đó. Chị Mỹ Linh thích tay nam lộn, thích màu nào? Nãy giờ em cầm cũng 4-5 cái tay dài cho chị coi rồi ha. Chị ưng màu nào thì em sẽ giới thiệu cho mình cho nó dễ. Rồi bây giờ trong thời gian chờ đợi em sẽ giới thiệu một em váy khác, em này đi. Em này full size dễ lựa nè. Em này có size từ 40 tới 65 luôn. Đầm này em may ghép 5 mảnh, trước 3 mảnh, sau 2 mảnh, ra cái váy suông. Ra cái váy suông chữ A, nền đen hoa nè. Mẫu này cũng dễ mặc lắm các chị, dạng cũng suông suông nhẹ nhẹ thôi. Rồi, đây là 1404 ha, đầm này chất lụa mango. 1404 nha cả nhà, chất lụa mango, sale còn 199.000. 1404 sale 199.000 đồng. Shop về full size cho các chị mình lận nha. 65kg hộ về cho em là vừa. Sale cho các chị luôn 199k nha cả nhà ơi. 1404 nè. Đó, em có ghi cái mã mới phía dưới rồi đó. Mặc tới đâu em sẽ có thay mã tới đó nha. Mỗi một đầm là một mã số khác nhau ha. Màu đỏ vừa rồi em có giới thiệu rồi nha. Chị nào vô trễ chút xíu mình coi lại giúp em nè. Vừa qua thức thì luôn. Còn đây là 1404 chuyển mẫu. Và cái đầm này chất lụa mango, dáng đầm xè rất là xinh xắn. Size từ 40 tới 65kg mặc vừa luôn. Đầm này em đang có full size nè. Chị nào dưới 65kg cứ đặt cho em. Cái váy này của em á, chị nào dưới 65kg mình cứ lên đơn ha. M, L, XL, hay có sẵn hết rồi. Đặt em giao liền luôn. Thành phố ship từ 1 đến 2 ngày. Tình hình hiện tại thì có lẽ chắc 2 ngày á. Đợt trước thì cứ 1 ngày là tới nơi. Cái chị thành phố rất là nhanh. Có khi sáng đặt là chiều có rồi luôn á. Mà đang cái chị biết thành phố mình cũng tình hình dịch giờ nó cũng phức tạp á. Cho nên là có thể một số nơi giao hơi chậm. Tối đa cỡ 2-3 ngày là cái chị cũng có hàng rồi. Ở dưới tỉnh thì 2 đến 4 năm hôm tùy xa gần cho em nha. Trước 1 tuần em bảo đảm cái chị sẽ nhận được hàng luôn. Rồi cho chị Hạ Vi. À, đầm này xem 199k nha. 1404 nền đen hoa. Lúc nãy em có mặc một kiểu giống như vậy là màu xanh ngọc. Đây, đầm này em có hai màu, em mặc cả hai rồi. Xanh ngọc em có mặc rồi. Chị nào vô trễ chút xíu coi khúc đầu em có mặc luôn rồi ha. Hay là em gửi hình cho mình coi cũng được luôn. Nếu có chị vô trễ thì một là đợi em like xong em lưu lại, mình có thể coi lại ngay từ đầu luôn. Đó, chia sẻ rồi thì các chị coi lại em vẫn chút sale. Còn trường hợp mà chưa có chia sẻ thì cái đơn mình nó mới không hợp lệ thôi. Chứ nếu có chia sẻ rồi thì mình xem lại em vẫn chút bình thường nha. Đây, xanh ngọc nè, không thể em gửi hình cho mình coi cho nó nhanh cũng ok. Ví dụ như các chị muốn có hình đầm nào, à, em ơi gửi cho chị hình 1405, em gửi hình mẫu mặt cho mình coi, có chụp hình hết rồi. Này 1364, đó, gửi hình cho mình coi liền ha. Rồi đây là 1405 nè, xanh ngọc là 1405, màu đen của em là 1404 các chị nha. Đồng giá cho mình cả hai cái này, em sẽ đồng giá, thích màu nào chốt màu đó, 199k. Ai lấy màu đen đặt 1404, ai lấy xanh ngọc mình đặt giúp em 1405, cả hai đều là chất lụa mango. Em chào chị Trần Dương ạ. Xem 199.000 nha, size M, size L, XL và 2X, L 84 đổ về cho em là vừa luôn ạ. Chị nào lấy cứ lên đơn cho shop nè. Xíu nữa có chuyên viên nhà em liên lạc tư vấn size cho mình sau ha. Rồi đây em sẽ qua một cái đầm tay dài. Em mặc cái body màu đen kim tuyến thử nha. Mẫu đó hôm nay rẻ. Đây, tranh thủ em mặc cho mình coi luôn. Cái mẫu này rất là xịn sò nhà em luôn.
Trời ơi, giá trước em bán 299.000. Khách mê quá trời mê, hôm nay nó còn có mỗi một size M thôi. Nên là chị nào vừa nha, coi như là chốt được cái giá hời luôn. 129.000 đồng cho các chị nè. Body nhung á. Body nhung mà có 129.000 là các chị biết rồi ha. Phải không ta? 219 ta, em quên rồi, để em xíu. Chắc ăn coi lại coi. 119 luôn, rẻ hơn cái giá em vừa báo luôn. Không tin được luôn đó các chị. Đầm này sale 119.000 đồng. Rồi, mã là 1349 ạ. À, chị nào thích tay dài xem thử cho em cái váy này ha. Em này là dạng body nha. Đầm nhung body tay dài. Cái cổ áo này á, tích kính này các chị, mình cứ kéo cao cao lên. Còn đối với chị là thích hở, mình có thể sẽ sâu xuống như vậy cũng được luôn. Cái này là hoàn toàn tùy theo ý khách thôi. Kính hở gì là các chị cứ điều chỉnh cho em ha. Rồi nhíp lại xíu cũng được luôn ha. Cổ đắp chéo trơn thôi hà. Rồi em sale 119k body nhung. Body nhung kim tuyến tay dài sale 119.000 đồng. Còn mỗi size M thôi. Coi giãn luôn thì cỡ 53, 53kg ha. Cỡ 53 hoặc chị nào cao cao một chút thì 55 cũng có thể mặc được. Nó tùy theo chiều cao. Như em cao mét 6 thì các chị xem là cái nó sẽ như vậy. Đó, nội cái váy này sẽ một bên nha. Mẫu này là kiểu mới đợt này may cho nên là nó sẽ phía trước. Em sale còn 119.000 body nhung. 1349 119.000 đồng. Size M thôi, em hết size lớn rồi. Lúc cái này mới về là có khi tới 70kg luôn đó, cái size 2X đó. Nhưng mà giờ em bán hết trơn rồi. Tay dài nha các chị, lấp lánh chưa? Rồi, không thích tay dài mình sẵn lên cũng được nha. Giá sale 119.000 đồng, áp dụng cho chị nào mua trên livestream của em. 119k váy đang mặc đây, mã là 1349. 1349 cộng số điện thoại cho em ạ. Size M, size L, XL và 2X, đồng đẹp xuất sắc luôn. Ai chưa có thì cứ lên đơn ngay cho shop em nha. Một chút xíu nữa sẽ có chuyên viên nhà em liên lạc tư vấn cho mình ha. Cái này các chị cứ yên tâm, khỏi phải lo về cái đơn hàng. Vừa hay không là sẽ có nhân viên tư vấn liền, vừa em mới chốt đơn. Còn nếu như cái váy này không vừa, các bạn sẽ tư vấn cho mình sang cái khác nha. Cho em xíu. Rồi. Mẫu đang mặc đây, mã là 13 1349 các chị yêu ơi. 1349 hôm nay sale giá tiền là 119.000 nè. Full. Còn mỗi size M em quên để kêu full size. Em chào chị tiếp nha nha. Lẽ sao đồ mà cứ quen á chị. Cứ mặc đồng nào lên cũng cứ quen là đồng full size ML 2X cây 40-65. Đó là những cái câu mà nó đồng nào cũng giới thiệu hết. Cho nên là cứ bị quen miệng không hà. Trong khi hôm nay là nó sale xuống 119.000 rồi. Và size nó cũng đã lẻ 3 size rồi. Về 4 size mà nó hết mất 3 size là cái chị biết rồi á. Chỉ còn size M thôi, 50 hoặc co giãn cỡ là 53 hay là tới 55 thôi. Đây cái chất này thì nó có co giãn đầm nhung ha. Nhung là có co giãn, các chị yên tâm. Mặc rất là thoải mái. Mang tiếng body nhưng mà không hề cảm giác khó chịu chút xíu nào cả, mặc rất là êm luôn. Cho dù các chị mặc cả ngày nó vẫn rất là êm ái cho mình ha, thoải mái cả ngày cũng được luôn. Chút xe 119.000 đồng, 119k váy này của em nha, mã là 1349. 1349 kèm số điện thoại cho em là ok nha. Chị nào lấy cứ đặt hàng cho em nè. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ thay cho các chị xem thêm một em váy nữa nha. Dạ chị Minh thì ha, các chị lâu lâu cứ chấm bài cho em là được nè. Đó, mình cứ vài phút cái mình chấm cho em một cái để like mình nó không có bị trôi á. Đây, lên tiếp một em 99.000 mà hàng full size luôn. Nãy giờ em mặc 99k là có cái size nhỏ, có cái size to và có cả cái full size như thế này. Giá cũng chỉ có 99.000 đồng thôi. Đây là 1329. Thun lưới hả chị? Bên em không có thun lưới đâu chị Trần Yên ơi. Bên shop em không có thun lưới, em có thun lai dông. Em có thun lai dông thì có, chứ thun lưới thì em không có rồi. Lưới em chỉ có những cái kiểu ví dụ như ren á. À ren thì em có, chứ thun lưới thì em không có chị yêu nha. Em ui. Em có thun lai dông á chị, thun lai dông có cái body à, sắn eo cũng đẹp lắm, có 99.000 hả, không biết nay còn không nữa. Để em coi coi. Nè có cái mẫu này nè. Em có cái mẫu này là thun lai dông, mặc rất là mát luôn. Nó hơn cái thun kia, các chị hay hỏi thun kia nó rẻ nhưng mà có cái là nó hay bị chảy vải. Còn cái thun này lai dông các chị mặc yên tâm, mặc rất là êm ha, không sợ chảy vải. Rồi sắn ngay cái phần eo nè, xinh lắm. Cái này 99.000 ha. Tại vì em còn có mấy cái thôi, không biết này còn không nữa. Chắc còn có mỗi cái đang cầm quá, sáng giờ em chưa thấy ai lấy này, chắc còn á. Đây 99.000 đồng, này là size XL nha.
Đây là thun lao dông nhà em này chị Yên ơi. Mẫu này 99k, body suông, có xẻ tà hai bên rất là dễ thương, vải này mặc cực kỳ mát luôn. Thun lao dông này mặc mát nè, không có nhăn và đồng thời nó có co giãn luôn. Cái này size XL nhưng mà cỡ 62 63 kg độ về vẫn được nha. Đây các chị xem cái độ co giãn của nó nè. Đó, nó co giãn được như vậy nè, đây là mặc rất là thoải mái, chắc một hai cái gì thôi cũng còn nhưng mà ít lắm. Rồi còn em mặc đây cũng 99.000 mà full size luôn. Nhưng mà cái này chất lụa, em mặc màu cam này thì chất lụa nên nó sẽ không có co giãn được nha. Cái váy này của em size chuẩn thôi, eo 84 độ về. Mẫu đang mang là 1329. 1329 đang sale luôn là 99.000. 1329 đang sale luôn là 99.000 nha cả nhà. Và em có cho các chị mình là full size nha. Đối với đầm này thì cứ 65 đổ về cho em là vừa ha. Em đang mặc là eo dưới 84 nha cả nhà, 99.000 đồng. Có phối cúc ngọc trai phía trước nè. Cúc này là trang trí cho đẹp thôi chứ cũng không có tháo ra được ha. 1329 cộng số điện thoại cho em, 99.000 đồng, chất lụa mango. Và giá này là chỉ áp dụng cho những chị nào mua bây giờ trong like của em thôi. Chút mà ghi mà đã phát trực tiếp rồi á thì nó sẽ về lại là 300, cũng là em này nhưng mà một hồi mình đặt cách cỡ 10 phút nữa các chị mua thì giá là 300 rồi. Còn bây giờ mình chia sẻ xong mình đặt hàng nó có 99.000 thôi. Lý do vì sao cùng một mẫu đầm nhưng mà có chị mua giá cao, có chị mua giá sale thấp ơi là thấp, là vì mình phải mua đúng lúc các chị nha, ngay trong cái lúc mà sale nè. Em sale thì rẻ lắm nhưng mà phải có thời gian ở trong like cơ. 99k đầm của em nha, 1329. 1329, 99.000 nha cả nhà. Em có ghi mã phía dưới rồi ha, nãy giờ là mặc tới đâu có ghi mã tới đó. Tại sợ nhiều khi các chị nghe không kịp, em đọc nhanh các chị nghe không kịp, nghe không rõ. Đó, mình cứ nhìn theo cái ghi mã phía cuối cùng, cái comment á, các chị đặt theo là ok, thêm số điện thoại vô là xong. 99.000 nha, 99.000. Size M còn không em? Còn nha chị Vi Huyền ơi, còn. Đầm này full size, tay ngắn form xè cũng phủ gối nè. Em cao 1m60 mà cũng phủ gối rồi. 99k, 1329 cộng số điện thoại. Váy đang mặc là 1329 ạ. Em sale 99.000 đồng nha. Em sale 99.000 đồng nha cả nhà. Chị nào lấy cứ đặt hàng cho em nha. Chút xíu nữa có chuyên viên nhà em tư vấn cũng như chốt đơn cho mình ha. Chị nào đặt trước thì bên em sẽ tư vấn cho mình trước nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè, 99.000. 1329, 99.000 đồng. Size M, size L, XL và 2X luôn. Váy này em có full size. Ai chưa có mẫu này cứ thông tin lại cho em, chút xíu có người gọi điện thoại chốt đơn liền. Các chị mình đặt hàng xong cỡ 5 phút sau, 7 phút sau là có nhân viên nhà em alo gọi điện thoại để mà chốt đơn rồi. Hỏi các chị coi nhiêu ký, cao nhiều, eo nhiều. Đó rồi bắt đầu chọn size ha. Cái này 99.000 nè. 1329, 99.000 nha. Rồi đây có cái này 99.000 nữa nè. Nhưng mà em này thì lẽ size nha, sale rất rẻ nhưng mà hên xui. Có mẫu size to, có mẫu size nhỏ. Và lâu lâu cũng có những cái đầm full size nha. Em vừa mặc xong cũng là 99k mà full size luôn. Rồi bây giờ em lên 99.000 tiếp nè. Cái này thì em chỉ còn size M thôi. Chị nào size M dưới 50kg là vừa, cũng 99.000 thôi. Đây một em váy lụa 1330 nha các chị yêu. Đây là 1330, giá cũng chỉ có 99.000 trong lúc shop đang live stream luôn. Rồi 1330. Nãy giờ em lên các chị thấy chục mẫu chắc hết đó. 6 mẫu lên 99k hoặc là 101, 102 ha, giá rất là rẻ. 1330, 99k nhưng mà chỉ có size M nha. Đầm này em thấy size lớn rồi. Size lớn là các chị xem cái màu cam này nha. Size lớn thì màu cam này full size nè. Đó, còn em đang mặc là nó chỉ có size M thôi, 99.000. 1360 còn nhưng mà cũng size M luôn chị Phấn ơi. 1360 đây. 1360 em còn, cũng sale có 99 luôn á chị Phấn. Mà tiếc quá nó còn mỗi size M thôi. Đầm này nó còn mỗi size M chị yêu ơi. Mà phong này nó còn nhỏ hơn cái em đang mặc nữa ha. Em mặc đây á là còn được tới 50kg. Cái 1330 là em đang mặc nè là tới 50kg vẫn được. Còn cái 1360 là cái xanh rêu này đây thì 50 là chật rồi. Này phong rất nhỏ, nó nhỏ hơn cái em đang mặc luôn. Phong nó không có được chuẩn ha. 1360 này may bị nhỏ rồi. Cho nên size M nó chỉ được tầm 45 hoặc là 46kg thôi. Và nhất là những chị nào mà có vòng 1 mà to tròn á là không vừa luôn. Em này là dành cho mấy chị mà mini nè, dáng mà thon thon chút nha. Người mảnh mai á thì cái màu này mới vừa. Tiếc ghê, màu xanh rêu này rất là nhiều khách thích luôn á. Đến hôm nay vẫn rất là nhiều khách muốn mua cái này mà không có hàng.
Không có size lớn, mấy chị khách em đặt kêu em may thêm, mua giá thấp cũng được chứ không không cần size 99 đâu, mà mua 300 cũng được. Em đâu có may được nữa đâu, hết rồi. Mấy cái màu ở đây em bán hết là em ngừng, đợt sau về kiểu khác. Đây chuyến sau về rồi. Cái màu xanh này là em mới về nè. Chuyến sau đã về được mấy mẫu rồi nha. Đây là các chị thấy không? Tùy đợt, đợt này mẫu này, đợt sau mẫu khác chứ không may thêm đâu. Mình thích mẫu nào là phải mua trong đúng cái đợt đó cơ. Đây xanh rêu em chỉ còn size M mà cái này rất nhỏ, 45 46 kg thôi. Còn em mặc thì tới 50 là hết nha. Em mặc 50 kg độ về là cũng có hàng cho mình, còn trên là cũng không có. 99k đồng này của em 1330. 1330 99.000 đồng. Váy em đang mặc chỉ có size M thôi. Tiếc quá à. Hôm qua cũng còn size L, hôm nay cũng hết trơn luôn. Size M nha cả nhà, em chỉ còn size M thôi, 99.000. Không thì đây mẫu này được không? Mẫu này full size nè. Lên một cái full size nữa cho các chị xem thử nha, chứ em mặc thì bó tay rồi đó. Em mặc là chỉ dành cho chị nào size nhỏ thôi đó, 50 kg độ về thôi. Chị Hoa Lê chút 1330 99.000 ok nè. Rồi đây em bonus thêm một cái 99 cho các chị nữa nha. Em mặc ba cái đầm 99k liền luôn. Nãy giờ em lên ba cái liền một lúc là 99.000 không á. Đó, trong line này em bảo đảm các chị mua phải được một, ít nhất phải một hai cái, tại vì rẻ quá trời rẻ. Bình thường các chị mua hai cái 600 là miễn ship đúng không? Thường giá tầm trung là cứ 300 một cái trên line thì khách mua hai cái là free ship rồi. Nhưng mà hôm nay để free ship có khi các chị phải mua 4 cái, 5 cái, thậm chí 6 cái. Tại vì một cái có 99.000 coi dừng trăm đi thì 6 cái với 600 đúng không? Đó, đây là hôm nay sale rất rẻ, các chị ráng gộp đơn để mà miễn ship nha. Đơn 600k em vẫn re-ship cho mình. Đặt đầm này 99.000 luôn. Đây, ai size to chuyển sang cái này cho em đi. Mẫu này full size nè. Cái 1325 này là chị nào dưới 65 cũng được luôn ha, cũng 99.000 đồng. 1325 sale 99.000 đồng luôn. Được cái là em này còn full, hai dáng đầm xòe tay lỡ túi hai bên luôn, kiểu này dễ mặc lắm luôn á. Có cái hoa vàng vàng như vậy các chị mặc nó trẻ nữa. 1325 99.000 cho em nha. Váy đang mặc em có full size. Ui, thông báo với các chị là size 2XL. Theo như em thấy là nó chỉ còn có một cái thôi á. Cái này về để chúc em hỏi lại nha. Còn bây giờ trên hệ thống của em để mà chúc đơn ngay bây giờ luôn á, là chỉ còn đúng một cái size 2X cuối cùng. Còn lại size ML, XL thì tương đối tới mấy chục cái, trên dưới 30 cái. ML, XL trên dưới 30 cái mà sao 2X nó còn có một cái vậy ta? Này nè, để em hỏi lại nha. Nếu mà hên á thì chút nữa em còn nhập tiếp, còn mà xui là còn đúng một cái cuối cùng á. Rồi nhanh tay giúp em, có chị nào size 2X không? Có ai size 2X thích cái đầm này của em không? Tình hình bây giờ em chút trước được một cái thôi. Còn chị nào mua tiếp thì phải đợi em cập nhật chiều hôm nay. Chiều hôm nay vô mình săn sale tiếp. Chứ giờ là em thấy có một cái cuối rồi đó. Chốt xong này một hồi mấy chị khách mua sau là sẽ nghe em báo hết hàng nha. Có gì chiều nay em đếm lại em sẽ báo sau. Còn trước mắt em còn một cái size 2X. Sale luôn 99.000 đồng nha. ML, XL thì em còn nhiều. 99k mẫu của em nè. 1325. Đầm này size chuẩn các chị cứ đặt. Eo 84 độ lại ha. Cái váy này eo 84 độ về cho em. Chất lụa mango nha. Phối cúc gỗ phía trước nè. 99.000 đồng nha chị Nguyễn Thúy ơi. 99.000. Có chiếc eo. Đây. Có chiếc eo ngang cho các chị rồi. Thành ra size chuẩn thôi. Không có co giãn được. Eo 84 độ về cho em. 99.000 đồng. 1325. 1325 kèm số điện thoại cho em là được nha. 99k chị nào lấy cứ đặt hàng cho shop. Chút nữa có gì em tư vấn ha. Ok chị Hương Lê, giờ trước mắt mình cứ đặt cho em cái đã. Tại bây giờ em chỉ chốt được trước cho một chị size 2X thôi. Còn nếu mà chị mấy chị 2X dù chị thứ ba thứ tư muốn chốt á thì em hẹn cái chị chiều nay, chứ giờ chốt một chị là thấy hết hàng rồi. Nhanh tay nha, chị nào đặt nhanh nhất em chốt cái 2X trước tiên cho mình nè. 1325 99.000 đồng. 1325 99.000 đồng nha cả nhà, size từ 40 cho tới 65 kg. Đầm em đang mặc nha, 40 tới 65 kg là vừa, chị Linh Mỹ có đơn luôn. 1325 kèm số điện thoại cho em, ML, XL và một cái size 2X cuối cùng nữa. Rồi tiếp theo em có một cái đầm maxi giới thiệu với các chị đây. Maxi Von. Đợt trước em có maxi lụa rồi, chính này em về maxi Von. Màu này rất là tây luôn nè, xanh rêu. 1425. Ôi trùng hợp quá. Cái kia 13, cái này 1400 nha các chị nha. 1425 nè. Shop đã về hàng mới cho các chị đây. Maxi lụa, à maxi von chứ nhầm. Maxi von, mã này là 1425. Em đang sale là 349.000 cho em váy mới này.
Sai thì các chị yên tâm, này mới về mấy ngày thôi, 2 3 ngày thôi, cho nên là chắc cú là vẫn có full size cho mình đó. 1425 cộng số điện thoại cho em. 1355 còn size M như chị Nguyễn Phấn rồi. Chị Lan Hương 1m55 60 kg hả chị? Này chắc cỡ 2 ít quá hả. Đo cho em phần eo chị yêu nha. Chị Minh Tâm vải đẹp, em cảm ơn chị nè. Rồi đây là 1425 cả nhà ơi, comment giúp em liền cái mã số nha. Xem ghi rồi mà nó không hiện lên ta. 349 ngàn. Ẩn comment của em rồi sao á. Rồi 1425. 1425 chốt sale là 349.000 đồng. Chất liệu là vải von, von tâm, ha, von tâm, von gân, 4 size. Eo 84 độ về cho em cũng tính size chuẩn luôn. Và một cái dáng đầm dài thước tha như thế này. Đó, gần tới cổ chân của em rồi nè. Em 3m60 là gần tới cổ chân luôn ha. Có 350 à. Maxi dài như vậy, ngoài kia người ta bán 5-700. Mua nhà em có 350 thôi. Mà màu này dễ thương không? Lần đầu tiên sắp về cái màu xanh rêu, màu hoa hoa về nè. Đó giờ chưa có cái hoa này. Cho nên là hôm nay về là coi như là lần đầu tiên ha. Không có sợ đụng hàng nha. 349 ngàn. Xin ha các chị, màu rất là tây. Tay lỡ form xè dài, hai lớp, khóa đằng sau và có túi hai bên. Full size chị nào dưới 65 cứ đặt, giá tiền 349.000 thôi. Có nguyên cái đầm dài thước tha như vậy. Đó. Đầm như vậy ngoài kia mua 500 là bình thường, 700 cũng là bình thường. Còn mua nhà em có 349 là có nửa giá thị trường thôi, hoặc là 1/3 giá mà thị trường thôi. Chị Thanh Tuyền mẫu này xin có hát cho chị một cái size 49 kg. Rồi đặt giúp em 1425 chị yêu ơi. Ghi cho em cái mã vô nha, 1425 cộng số điện thoại cho em. Chút nữa có chuyên viên nhà em liên lạc tư vấn size cho mình sau ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. 1425 kèm theo số điện thoại. Size M, size L, XL và 2X luôn. 40 cho tới 65 kg là mặc vừa cho em nha. Ai chưa có đồng này cứ lên đơn sớm, xíu có người tư vấn liền ha. Rồi bây giờ bài livestream này em sẽ lưu lại nha cả nhà ơi. Chị nào vô trễ cứ xem lại từ đầu giúp em. Đối với chị nào chia sẻ like rồi thì những đơn các chị đang đặt hoặc đã đặt bên em vẫn sẽ chốt đơn cho mình luôn. Còn đối với chị nào chưa chia sẻ thì mình có thể đón chờ những like kế tiếp ha, để mà vô tăng sale. Cứ như bình thường thôi, chia sẻ like và đặt hàng thì đơn mình sẽ được chốt ngay với giá giảm. Rồi chút xíu nữa sẽ có Trinh tiếp tục livestream cho các chị yêu đó. Còn bây giờ thì chúc các chị có một buổi trưa vui vẻ nhé.